Xin chào tất cả quý cô chú và anh chị em đang xem bản tin trên kênh tin tức tổng hợp. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Điểm mở đầu cho chương trình của ngày hôm nay là thông tin liên quan tới bản cáo trạng thứ ba của cựu tổng thống Donald Trump, cũng là bản cáo trạng mới nhất. Mới đây từ tờ Breitbart News đưa tin là cố vấn đặc biệt Jack Smith đã thông báo vào tối thứ ba rằng một đại bộ thẩm đoàn ở Washington DC đã truy tố cựu tổng thống Donald Trump về cáo buộc liên quan đến cuộc bạo loạn vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại điện Capitol của Hoa Kỳ. Bản cáo trạng được công bố một ngày sau khi Tổng thống Biden, bị David Archer là đối tác kinh doanh của con trai ông, cho là ông đã dính níu trong một kế hoạch hối lộ trong lời khai trước ủy ban giám sát hạ Diện. Cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố về 4 tội danh, một về âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ, một về âm mưu cản trở một thủ tục tố tụng chính thức một trong những cản trở và cố gắng cản trở thủ tục chính thức và một trong những âm mưu chống lợi các quyền. bản cáo trạng không chỉ ra làm thế nào các công tố viên có thể thiết lập những gì bản thân Trâm tin tưởng. ngoài việc ông đã được những người khác thông báo rằng những nghi ngờ gian lận của ông là sai sự thật, nó cũng không khác hơn vụ việc trò lừa bịp thông đồng với nghe do các đối thủ của Trâm lan truyền bao gồm cả Bộ Tư pháp sau khi ông giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Đồng thời, cựu tổng thống Donald Trump cũng chia sẻ tin tức trên nền tảng True Social. Ông đã nói, ông dự kiến sẽ bị tri tố và tuyên bố rằng các công tố viên liên bang đã trì hoãn việc này hơn 2 năm để ngăn ông ra khỏi cuộc đua tổng thống trong năm 2024. Tiếp theo sau đây là lời phản biện của đội ngũ pháp lý của cựu tổng thống Donald Trump đối với bản cáo trạng mới nhất của ông. Mới đây từ tờ The Gateway Funded đưa tin vào ngày hôm nay, 2 tây tháng 8, là luật sư John Laurel của Trump nói với Fox News, chúng ta sẽ kiện tụng lại mọi vấn đề trong cuộc bầu cử năm 2020. Và sau đây là lời tuyên bố của đội ngũ pháp lý của cựu tổng thống Donald Trump. Bản cáo trạng mới của cựu tổng thống Donald Trump ngày hôm qua của công tố viên đặc biệt Jack Smith ở Washington, D.C., chủ yếu xoay quanh khẳng định chưa được chứng minh rằng cuộc bầu cử năm 2020 là hợp pháp không có gian lận và Tổng thống Trump cố ý khẳng định những tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử. Và nguồn tin cũng cho biết thêm về sự bất công của đội ngũ pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Đội ngũ của cựu Tổng thống Donald Trump bị hạn chế vô cùng bởi khoảng thời gian hạn hẹp đích nịch cười. Chỉ trong vài tuần để tổng hợp dữ liệu từ một hệ thống bầu cử lộn xộn, được hỗ trợ bởi các quy tắc bỏ phiếu qua thư chưa từng có được áp dụng nó gợi nhớ đến miền Tây quan giả. Tuy nhiên, các trường hợp vẫn được đưa ra và nhanh chóng bị bác bỏ trước khi bất kỳ phiên điều trần hoặc khám phá bằng chứng nào được cho phép. Nguồn tin cũng cho biết thêm rằng trên thực tế mới hôm qua, The Gateway Pundit đã công bố một báo cáo từ Eric Becken, một nhà thầu kỳ cựu 20 năm của bang Michigan, người đã điều tra các lá phiếu bầu cử năm 2020 ở Detroit và nhận thấy có thể có tới 35.000 lá phiếu bất hợp pháp. Spacken cũng lưu ý rằng các nhân viên Detroit đã tuyên bố một số lá phiếu có trọng lượng và mực in khác với những lá phiếu khác. Giờ đây với cách diễn đạt và cáo buộc trong bản cáo trạng mới chống lại cựu tổng thống Donald Trump, một trong những lực sư của ông là John Laurel đã cân nhắc với Fox News. Cựu tổng thống Donald Trump đã làm những gì đúng theo trình tự và chính xác theo hiến pháp. Không có gì bất hợp pháp về điều đó và ông được yêu cầu thực hiện các bước với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ để đảm bảo rằng cuộc bầu cử được tổ chức một cách hợp lệ. Tất cả những điều đó bây giờ đang bị hình sự hóa. Tuy nhiên, tôi sẽ nói một điều. Vào năm 2020, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump có vài tuần để chuẩn bị và đưa ra bằng chứng. Điều đó rất khó khăn. Trong trường hợp này, chúng tôi hiện có khả năng đưa ra trác đòi hầu tòa của riêng mình và chúng tôi sẽ khởi kiện lại từng đơn trong cuộc bầu cử năm 2020 trong bối cảnh của vụ kiện này. Nó sẽ mang lại cho cựu tổng thống Donald Trump một cơ hội mà ông chưa từng có trước đây. Đó là quyền trác đòi hầu tòa kể từ ngày 6 tháng 1. Theo cách có thể thực hiện tại tòa án liên bang. Thưa quý vị thì qua cái thông tin này, cái nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump cho chúng ta thấy rằng là tất cả những cái người mà muốn triệt hạ, muốn hãm hại cựu Tổng thống Donald Trump họ không nhận ra một điều là à, họ đã mở ra một cái cơ hội cho tất cả những cái bằng chứng của cuộc bầu cử năm 2020 được đưa ra tòa và họ cho rằng là đây là một cái cơ hội chưa từng có đối với cựu Tổng thống Donald Trump trước đây bởi vì là tất cả trước đây thì những cái vụ kiện đưa vào là họ để trình vào những cái tòa án của địa phương thì khi mà đưa vào đó thì họ cứ vứt bỏ họ không có xem xét tới những cái vụ kiện hoặc là những cái bằng chứng như thế nào tại vì tất cả những tòa án đó là những cái nơi mà coi họ được mua hết rồi thì coi như là những cái bất cứ những cái vụ việc những cái sự kiện nào của cụ tổng thống đưa ra thì không có được giải quyết không có được xét xử và họ đã dục bỏ hết nhưng bây giờ thì nó đã khác rồi là bây giờ là tất cả những cái dự kiện thì đội pháp lý của cựu tổng thống Donald Trump họ có một cái thời gian rất là lâu rồi họ chuẩn bị và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì tất cả những dự kiện bây giờ thì họ chuẩn bị kiện lại tất cả những cái dự kiện mà họ trước bị hủy bỏ thì họ đưa cái những dự kiện này vào cái tòa án liên bang chứ không phải là cái tòa án của địa phương nữa. Thì tòa án liên bang thì có thể liên quan tới cái vấn đề tòa án tối cao mà tòa án tối cao bây giờ thì đối xử với cái chính quyền của chú bảy đền không giống như ngày xưa nữa tại hiện tại bây giờ họ đã gây cấn với nhau thì ngày xưa có nghĩa là họ đi cùng chung một cái hướng với lại cái chú bảy đền thì cho nên bất cứ họ đã làm nghe và coi như mọi cái vấn đề mà liên quan tới vấn đề can thiệp bầu cử hoặc gian lận họ không muốn nghe còn nhưng bây giờ thì có thể là họ nghe đó quý vị thì tại vì hiện bây giờ là họ đang coi như là chống đối với nhau và thêm một cái lợi thế nữa thì bây giờ tất cả những sự kiện mà và đội pháp lý của cựu tổng thống donald trump chuẩn bị kiện trở lại thì họ sẽ nộp vào cái tòa án liên bang và tòa án liên bang thì họ có cái quyền lựa chọn để họ nộp vào thì không giống như hồi trước tất cả những dự kiện đều đưa vào những cái tòa án bị mua thì coi như là họ sẽ dục ra còn bây giờ thì coi như là đội ngũ của cựu tổng thống donald trump sẽ chuẩn bị và họ đưa vào những cái tòa án mà họ tin rằng là nó không có bị tham nhũng hoặc là không có bị mua thì hy vọng nó có cơ hội nhiều hơn và đội ngũ pháp lý của cựu tổng thống Donald Trump thì họ cho cái bản cáo trạng này là một cái vấn đề rất là tốt, bởi vì họ cho đây là cái cơ hội để tất cả những cái bằng chứng của cuộc bầu cử năm 2020 sẽ được ra ánh sáng, có nghĩa là được ra tòa để xét xử. Và mình cũng thấy có một số người cho rằng cái bản cáo trạng này cũng là một cái lợi thế cho cựu tổng thống Donald Trump và họ cho rằng là vì có lẽ là họ quá tuyệt vọng trong cái việc mà loại bỏ cựu tổng thống Donald Trump cho nên đôi lúc thì họ đưa ra những cái vấn đề phạm phải sai lầm và rơi vào những cái bẫy. Và những cái bẫy này mà nếu khép lại thì tất cả những người này sẽ gặp những cái nguy hiểm hoặc là phải đối mặt với những cái sự trừng phạt. Như quý vị đã biết thì trong những cái thông tin trước thì mình ha từng nói nếu thật sự cựu tổng thống Donald Trump là cái người mà được chúa chọn để trở vào Nhà Trắng thì mỗi cái vấn đề, mỗi cái hãm hại mà gây ra cho ông sẽ không gây ảnh hưởng đến cho ông nhưng ngược lại nó sẽ phản tác dụng. Thì theo như cái đội ngũ pháp lý của cựu tổng thống Donald Trump thì hiện tại bây giờ họ đang bắt đầu kiện lại tất cả những cái dự kiện của cuộc bầu cử trong năm 2020. Và mình luôn mong rằng cái bản cáo trạng này sẽ là một cái vấn đề phản tác dụng đối với họ. Và chúng ta hãy chờ xem chuyện gì nó sẽ xảy ra. Còn bây giờ thì chúng ta hãy bình tĩnh, đoàn kết và mình cùng nhau cầu nguyện để cho ông được bình an, để vượt qua tất cả những cái khó khăn, những cái trở ngại mà họ đã mang đến cho ông. Tiếp theo sau đây là thông tin liên quan tới cựu phó tổng thống Mike Pence về việc ông cho rằng cựu tổng thống Donald Trump không bao giờ được làm tổng thống Hoa Kỳ vì ông không tuân thủ theo hiến pháp. Mới đây vào ngày hôm nay, hai tây tháng 8, từ tờ Prepa News đưa tin là cựu phó tổng thống Mike Pence tuyên bố trong một tuyên bố rằng cựu tổng thống Donald Trump đã không tuân thủ hiến pháp và không bao giờ được làm tổng thống Hoa Kỳ sau khi cố vấn đặc biệt Jack Smith truy tố Trump về các tội danh bắt đầu từ ngày 6 tháng Giêng. Và Pence nói tiếp, bản cáo trạng hôm nay đóng vai trò như một lời nhắc nhở quan trọng. Bất cứ ai không tuân thủ theo hiến pháp không bao giờ được làm tổng thống Hoa Kỳ. Tôi sẽ có nhiều điều để nói về trường hợp của chính phủ sau khi xem xét bản cáo trạng. Và nguồn tin cho biết điều đáng chú ý ở đây là Pence liên tục xuất hiện trong suốt bản cáo trạng bốn tội danh của Jack Smith chống lại Trump. Và đồng thời Pence cũng tuyên bố rằng đất nước của chúng ta quan trọng hơn một người đàn ông, hiến pháp của chúng ta quan trọng hơn sự nghiệp của bất kỳ người đàn ông nào. Quý vị thì qua cái thông tin này cho chúng ta thấy đây là một cái chuyện cũng hơi rất là buồn cười vì cái nguồn tin cho biết là cái điều mà đáng chú ý ở đây là ông Mike Pence này ông xuất hiện suốt trong cái bản cáo trạng này và ông hiện đang thừa nước đục thả câu đó quý vị thì ông nghĩ là cái bản cáo trạng này là cựu tổng thống Donald Trump sẽ à, không được làm tổng thống thì à, người ta bầu cho ông ta thì đây là một cái chuyện sai lầm rất là lớn. Thưa quý vị thì theo cái suy nghĩ của riêng mình thì mình nghĩ rằng là Ông Mike dùng cái bản cáo trạng này để tấn công cựu tổng thống Donald Trump ngay trong lúc này. Đây là một cái chuyện làm không có hay lắm đối với ông. Và cũng vì cái tuyên bố này của ông chắc chắn sẽ dẫn đến cái cuộc bầu cử của ông năm 2024 sẽ bị thất bại và cái cuộc đời chính trị của ông sẽ chấm dứt. Vì cái người dân hiện tại bây giờ họ đã hiểu được cái bề mặt trái của Mike Pence. Và khi mà họ đã hiểu được tất cả về ông này thì chắc chắn ông sẽ bị tẩy chay ngay bây giờ cũng như trong tương lai thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho bản tin hôm nay xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo